Hiện nay trong cái tổng số lao động đào tạo đấy thì họ nghèo và họ dân tộc thiểu số, thì thực ra anh em đến thời điểm này chúng tôi xin nhận khuyết điểm là chưa tách đầy đủ. Mà khi đã báo cáo về số liệu về các vị đại biểu thì chúng tôi sẽ báo cáo chính thức. Thế còn nếu ước khoảng thì không nên. Tất nhiên chúng tôi cũng có số liệu cơ bản, nhưng mà để mà nói độ chính xác là chúng tôi muốn làm cụ thể từng huyện và thậm chí là từng xã thì chúng tôi sẽ thông báo bằng văn bản cho đại biểu biết cụ thể cái tổng cái tỷ lệ này chiếm bao nhiêu phần trăm.